Thấy được những cái điềm hay hoặc là những cái gì nó xuất hiện tới, cũng như hôm hôm gài đó về cái vấn đề dịch bệnh hôm gài đó là nó tấn công lại là rất trầm trọng luôn, quý vị đâu biết gì đâu, nghe em ru đâu có biết gì đâu, nhưng mà trong đó là nó rất trầm trọng. Tại tôi có xem cái tin đó là kêu bằng cái đĩa bay gì đó ở đâu trên trời nó bay xuống mà nó phang cái đập của Trung Quốc đó. Là nghe nói thấy ghê chưa? Phang bể cái là mình chết. Ở đâu trên trời mà nó bay xuống là không có Đài Loan hay không có Triều Tiên gì bắn ra, qua đâu trên trời nó bay xuống là cái bằng đĩa bay gì đó. Nó cái tin nó nghe mấy ấn rồi đó. Mà bắn có cái đập chứ không sao hết chứ tôi. Cũng như nó mới có liển liển chơi vậy thôi à. Chứ mà nó bắn có sao là mình đây mình cũng có sao luôn chứ. Cũng như là nó mới xuất hiện thôi. Thành ra cái nguồn tin đó mà cũng như là mấy cái vệ tinh rồi mấy cái nhà nghiên cứu đó là nó biết là cái đó là sẽ nguy hiểm đó, là nó sẽ phá đập đó. Thì con được thấy thì những cái nạn tai, những cái thiên tai đều dồn dập vào cái Trung Quốc. Thì con được biết là năm trước là một Trung Quốc ở bầu trời đó, nó có xuất hiện gọi là cái tiếng kêu OS kia đó ông Tư, là người ta nói giống là cái cửa địa ngục gì đó. Có phải là chồng mới cứu xuống thế không chú Tư? Dạ. Thì cái đó cũng cái điểm không tốt là vừa rồi cũng như là mấy cái dịch bệnh này kia đó. Thì cũng như là trời mở cửa quý dương xuống thế rồi. Thì cái điểm đó thì nó cũng báo cho biết là cái tai nạn sẽ tới nữa, nhưng mà cũng chưa biết tai nạn gì, chẳng hạn như là bầu trời đỏ hay hoặc là mặt trăng đen này kia, là mấy cái điểm đó mấy cái điểm xấu không à. Thì theo như cái dự đoán của mình thì mấy cái đó thì chẳng khác nào như là chiến tranh rồi đói khổ bệnh dịch rồi vậy thôi, thì vòng vòng có nhiêu thôi chứ. Thì nó sẽ tấn công mình đi tới chỗ hoại diệt luôn. Cho nên Đức Thầy cũng có cho biết là người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Cho nên người ngu là cái người mê, cho nên người ta không có tin. Còn cái người khôn là cái người trí, người ta nghe người ta rầu. Thành ra trong cái vấn đề này đó thì nó cũng khó cho mấy người không có duyên nói, nó không có nghe, mà trở lại nó cự mình nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Để nói qua cái đề tài cách đây 2 ngày là ở Trung Quốc mà nó xuất hiện một cái bầu trời đỏ, là đây là cũng một cái điểm. Đây cũng là một cái điểm gì nó xuất hiện nữa, nhưng mà tại vì nó chưa có tới chuyện. Rồi ngày 30 tháng 4 rồi là xuất hiện một cái điểm là mặt trăng đen, nhật thực mặt trăng đen. Đó. Cho nên mấy cái điểm này khi mà nó xuất hiện đó thì nó chưa có tới liền đâu quý vị, nó cũng phải chờ một thời gian không xa, gần đây nó sẽ tới. Cho nên quý vị mình cũng nên bình tĩnh rồi ráng tu đi. Cũng đừng có sợ mà cũng đừng có nói là không có. Cái chuyện gì nó tới là nó tới. Chứ bây giờ cái thời kỳ này bây giờ là nó đã mỏng cũng như là giấy hút rồi còn gì nữa. Thì cái sự đã báo điềm tin để cho mình biết, để dục thúc cho mình tu siết. Chứ cái này cũng không có gì mà để mà lợi hại gì trên. Điều này thì nhiều khi quý vị bình luận thì nó cũng không có đúng nữa. Mà quý vị lo tu đi. Chứ ở đây là tụi tôi đã nghiên cứu rồi, để nói lên để là thúc giục cho quý vị để tu, cũng như là nhắc lớp vậy đó. Nhiều khi quý vị lo làm ăn không à, quý vị không có thấy được những cái điềm hay hoặc là những cái gì nó xuất hiện tới. Cũng như hôm gài đó về cái vấn đề dịch bệnh hôm gài đó là nó tấn công lại là rất trầm trọng luôn, quý vị đâu có biết gì đâu, nghe em ru đâu có biết gì đâu, nhưng mà trong đó là nó rất trầm trọng.
tại quý vị không có theo dõi đài quý vị không biết, chứ giờ các tỉnh là đều chết lai rai trơn rồi đó. Nhưng tại vì mình sống bây giờ đó là theo cái văn minh của nước ngoài, cái như sống chung với nó luôn, không có còn sợ nữa. Cái như ai chết chết, sống sống ai sao kệ ai, cái như là hòa đồng luôn, chứ không có còn như mỗi lần mà để mà nghĩa là chặn đường chặn ngõ không cho đi tới đi lui đồ này kia. Mà điều bây giờ có cái là thí dụ như quý vị nào mà thấy mà có bệnh hay gì đó, cái việc khai báo y tế để người ta điều trị cho mình. Còn quý vị nào mà giấu hay gì đó thì cũng có cái lực mà nó phạt quý vị là từ mấy cho tới 20 triệu đó, nó cũng có cái lực đó nha. Nên mình cũng đừng có giấu. Thì cái tình hình chiến tranh thì hôm gậy cái thằng Trung Quốc thì nó quýnh Ấn Độ. Quýnh là kể như là đàn anh với đàn anh mà nó quýnh với nhau rồi bắt đầu mới tới đàn em. Rồi khi mà nó quýnh xong với nhau rồi đó, nó quýnh xong với nhau rồi thì các nước đồng minh của nó bắt đầu là nó quýnh lộn nhau nữa. Cho nên ông ba mới nói giặc dậy lăng xăng giặc dậy đó, đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Bởi vì khi mà lúc đó là làm như là nó hết phước rồi thì nó khùng nó lên rồi nó quýnh loạn thiên cung rồi, nó không có kể bạn bè anh em gì hết. Nó quýnh đặng mà nó trả nghiệp đặng mà nó đi tới cái chỗ tiêu diệt mà quỷ diệt luôn. Thành ra lúc đó không còn anh em tình nghĩa ASEAN gì nữa, nó quýnh lặn xà ngầu trên. Cái đó là cái trả quả đó quý vị, tại quý vị không có nghiên cứu, quý vị không có thấy nha. Chứ là trong đó Đức Thầy đã có cho mình biết rồi, là tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thứ, mạnh nào nấy tính à, chứ không có nào tốt gì nào chứ. Cho nên mà khi mà nó thấy mà cái thời thế mà thắng được đó thì nó làm, mà chứ không có nói là nó nương ai cả. Bởi vì cái quả nó mùi rồi, nó mùi rồi cho nên nó khiến cái gì đặng mà nó đi tới tiêu diệt. Ra bà con mình cho nên cũng ráng tu để mà cho nó đúng lúc kịp giờ, đặng mình sắp sửa để để đủ cái công đức đặng mà sắp sửa thi đó quý vị. Bởi vì cái đề thi tới đó là dành cho những người tu, mà nếu mà người nào mà không có đủ lực lượng công đức thì chút nữa thầy ở trên đài cao gọi các linh hồn là ban giám khảo mà để chấm đề thi. Thì cho nên mình phải tranh thủ làm sao mà nữa để cho mình đạt chất lượng quý vị. Bởi vì lúc đó là lúc ăn thua đó nha, cũng như thi bằng lái vậy đó. Mà lên đó mình không đậu cái là đi về cái gì rồi đó. Nếu mà đi về là đi về đâu, đi về là tất nhiên ra tro bụi luôn đó quý vị, chứ không có về đâu nữa đấy, ra tro bụi luôn. Cho nên mình phải tranh thủ mình tu cho ngon, lai rai tới hoài đi. Rồi cái gì nó tới, đừng có buồn rầu hay là lo lắng gì nữa trơn. Cứ việc ăn chay niệm Phật, rồi là lai rai làm tới hoài đi. Cái gì nó tới. Dạ, kính thưa ông Ba, ông Tư. Thì cái chuyện mà bầu trời đỏ của Trung Quốc là hai ngày trước thì đã hiện lên trên cộng đồng mạng, lên trên báo chí, thì những cái thời sự TV đã nói gồm gọ hết rồi. Thì đó có phải là cái điềm báo cho thấy là sắp tới là chuyện lập đời chưa ông Tư? Ông Tư hãy cho bà con được biết ông Tư. Thì cái điểm đó thì nó cũng báo cho biết là cái tai nạn sẽ tới nữa, nhưng mà cũng chưa biết tai nạn gì. Chẳng hạn như là bầu trời đỏ hay hoặc là mặt trăng đen này kia là mấy cái điểm đó, mấy cái điểm xấu không à. Thì theo như cái dự đoán của mình thì mấy cái đó thì chẳng khác nào như là chiến tranh, rồi đói khổ bệnh dịch rồi vậy thôi. Thì vòng vòng có nhiêu thôi chứ, thì nó sẽ tấn công mình đi tới chỗ hoại diệt luôn. Cho nên Đức Thầy cũng có cho biết là người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Cho nên người ngu là cái người mê, cho nên người ta không có tin. Còn cái người khôn là cái người trí, người ta nghe người ta rầu. Thành ra trong cái vấn đề này đó thì nó cũng khó cho mấy người không có duyên nói, nó không có nghe.
mà trở lại nó cự mình nữa. Trở lại nó cự mình nữa. Tới thầy mà nó còn cự không chứ mình nhập gì. Dạ. À, dạ thì kính thưa ông Tư, thì Quốc Thành được biết thì những tháng trước thì ông Tư và cậu bé có tin có nói đến những cái giai đoạn là tháng 4, tháng 3, tháng 5 và sẽ có những cái tai nạn này kia, thì Quốc Thành được thấy là đã có rồi đó ông Tư, là chiến tranh đã tới nè, rồi giặc giã tới nè ông Tư, là ở ngoài nước ngoài nó bị những con giặc này kia trong rừng nó ra rồi nó cắn người dân này kia cũng chết rất là nhiều người nữa, thì đó là chắc là sắp tới đúng không ông Tư? Ừ. Thì nó xuất hiện lai gai tới hoài càng ngày càng nhiều vậy đó, chứ đâu mà làm cái hụ tới liền đâu. Khỉ lai gai là tới hoài với, rồi lần lần bắt đầu còn mấy người hiền không à, đi hoàng lọc lừa đó, chứ đâu mà làm cái hụ tới liền đâu. Cho nên mình ở Việt Nam đó là cái như đại phước đó quý vị, bởi Việt Nam sau này là cõi trung ương, cõi trung ương rồi, cho nên mình được sanh sống ở cõi Việt Nam là mình là đại phước rồi, cho nên ráng tu đi. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái tỉnh An Giang, tỉnh An Giang là cái như nói gì đại đức đó quý vị, nói riêng là tỉnh An Giang là đại đức luôn. Cho nên những cái người dân mà ở trong tỉnh An Giang đó, theo như tôi thấy đó là cái khổ cũng ít hơn các tỉnh. Bởi vì tôi đi đầu này đầu kia mà tôi thấy so lại cái tỉnh An Giang mình là cái như là tỉnh An Giang mình là giàu số 1 luôn, ưu tiên luôn. Còn các tỉnh mà xa xa chẳng hạn như là Cà Mau hay hoặc là Kiên Giang, mình nói Kiên Giang gần đây thôi, mà nói nếu trong vùng quê đó là tôi đi thôi tôi lắc đầu luôn. Khổ rồi thấy tội nghiệp luôn, ở trong mấy cái vùng sâu mà lại không có đạo gì chứ. Cho nên cái người An Giang mình ở đây đó, theo như tôi so lại đó, thì đối với mấy cái vị mà nhậu quậy hay hoặc là trộm gà cắp vịt gì đó, nhưng mà trong đó họ cũng vẫn biết niệm Phật, thành ra nó cũng đỡ hơn. Mà cái vùng ở xa họ không biết đạo rồi không biết niệm Phật luôn, cho nên cái sự sống là rất là thấy thấy nó khổ sở vô cùng luôn. Vì tôi đi đầu này đầu kia tôi thấy là nó bởi vì tiền có nhiêu túi tôi móc tôi cho trên. Dạ. À, kính thưa ông Tư, dạ thì Quốc Thành được nghe ông Tư thuyết trình nói về những vấn đề tiên tri sắp tới đây, thì lúc đó là Quốc Thành có nghe được một chuyện là ông Tư nói là sau này sẽ có một cái làn khói độc bay tới, thì bay tới đâu thì chỗ đó sẽ bị là chết hết. Thì có khi nào là cái chiến tranh giữa cái thằng Ấn Độ với cái thằng Trung Quốc là sắp tới không Tư? À, có nhiều người không tin nữa chứ Tư. Dạ, có nhiều người không tin nữa không Tư. Thì cái chuyện người ta không tin kệ người ta, chứ cái chuyện đó là phải có rồi đó, chứ sao không có được. Nhưng mà tại vì chưa tới vậy chứ. Nhưng mà mấy người ăn mặn thì chết không còn mặn luôn. Chủ gì không tin. Tại chưa tới. Chỉ còn mấy người ăn chay sống thôi, chứ người ăn mặn là cái như không còn một người nào hết. Bởi vì cái không khí của người ăn mặn đó là nó chịu không có nổi với cái chất độc đó, cho nên là chết trơn à. Còn người ăn chay người ta chịu được cho nên người ta mới sống. Bởi vì hồi năm 1945 mà Mỹ mà nó bỏ bên Nhật đó, là cái số người còn sống đó là chỉ là cái người ăn chay và cái con khỉ rồi này kia nó mới còn sống thôi, còn như con mặn chết trơn. Cho nên mình bây giờ mình là mình nghe mình biết rồi là mình phải thủ, phải ráng tranh thủ ăn chay cúng lại niệm Phật, rồi khi nó tới đó là mình mới chịu chịu nổi với nó. Chứ giờ nếu mình không tin rồi thì nó tới rồi rồi thì mình nhào ngang chứ làm sao tu kịp. Điều tại vì quý vị không có nghiên cứu trong kinh giảng Đức Phật rồi đó, dạy đã nói rồi, quý vị không có tin nữa chứ tôi nói đây đâu phải tôi đâu, quý vị không tin. Những cái lời của Đức Phật, Đức Thầy đã nói ra, tôi xin nhắc lại cho quý vị nghe để quý vị biết để lo tu thôi, chứ đâu phải tôi nói, tôi tiên tri đâu mà quý vị không tin. Dạ thì chú Tư ơi, cái thời gian gần đây thì cũng một số người, người ta cũng bác về cái việc nói thiên cơ. Nhưng mà theo như mấy để đây thấy thì chú Tư hay là những cái cô chú khác đâu có nói thiên cơ đâu. Mấy cô chú khác chỉ lặp lại những cái lời nói của Đức Thầy, Đức Phật cho mọi người nghe để tu hành. Mà mọi người lại như vậy đó chú Tư, thì chú Tư cũng có một cái lời đính chính đó chú Tư. Thì cái phần này đó thì tụi tôi là nói về cái thực tế không à.
chứ cái thiên cơ tụi tôi cũng đâu có biết gì đâu. Cho nên nói về cái thực tế đó là chẳng hạn như hiện giờ thằng Nga nó quýnh với cái thằng Ukraine gì đó thì mình nói cái thực tế vậy thôi. Hoặc là hiện nay thằng Trung Quốc đang quýnh với thằng Ấn Độ thì mình nói bằng cái thực tế thôi, chứ đâu có bạn thiên cơ thiên gì đâu. Mà nhiều khi tôi nghe quý vị bình luận rồi này kia rồi tùm lum ở trên là như vậy là nó không có đúng. Bởi vì ở đây tụi tôi cũng sợ thiên cơ lắm, đâu dám nói, bởi vì đâu có biết đâu mà nói. Cho nên để mình nói bằng cái thực tế rồi để nhắc lại những cái đau khổ nó sắp diễn biến tới để cho quý vị là thức tỉnh để ráng lo tu vậy thôi, chứ đâu có quả quyết tháng đó ngày đó năm đó đâu, bởi vì mình làm sao hiểu được cái vụ đó là quả quyết. Cho nên là đỉnh tránh cái câu này lại là quý vị nên suy nghĩ lại, không phải như vậy. Cũng giống như là cái trời mưa, người ta đi đường từ nhà người ta mà đến từ đường lộ mà đến nhà người ta thì nó một tiếng người ta mới về tới nhà, nhưng mà khi trời mưa xuống thì người ta sẽ chạy khoảng chừng 10 phút 15 phút là tới nhà. Chú Tư, cũng giống như là lời của thầy cũng nói cho quý vị biết là chuyện đau khổ sắp đến, như là người ta sẽ giật mình, người ta sẽ chạy về hả chú Tư? Bởi vì cái lời nói của tụi tôi nói ra đây là chẳng khác nào như cái tiếng chuông để quýnh lên để cho quý vị thức tỉnh, để quay đầu hướng thiện lại. Chứ trong đó thì Đức Thầy cũng có nói cái câu là kể từ đây tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Thì thánh thần nào hiện xuống đây thì cũng do nơi tụi tôi để nghiên cứu, để hiểu được, thấy được, rồi cũng có một cái tâm linh tu tập sáng được mới thấy được, cho nên mới nhắc nhở để nói cho quý vị để tìm hiểu thêm rồi để ráng tu vậy thôi. Chứ tụi tôi thì cũng như quý vị chứ gì, mà tại vì quý vị không tu quý vị đâu có biết, chứ quý vị tu quý vị cũng biết như tôi chứ gì. Cho nên mình nghiên cứu lại đi, đừng có mình tu không tu thôi, đừng có phê bình, đừng có nói này nói kia tội chết rồi. Thay vì mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì những cái huynh, những cái chị này kia lên những cái bình luận nói là ông này xạo tào lao này kia, cũng thấy tội nghiệp những cái anh chị đó quá ông Tư à. Rồi để tôi nói qua cái phần này cho quý vị nghe. Quý vị nói tôi là đằng trước nói đạo, đằng sau xin tiền, thật là khéo chơi cái cũng như là chơi cái mưu đồ thật khéo. Nhưng mà sự thật nói với quý vị, nếu mà tôi khéo thì tôi ở nhà lậu xe hơi rồi, sao mà tôi ở cái cốc muốn sập vậy? Đó. Cho nên cũng là từ cái chỗ đó mà để mà nói cho quý vị mạnh thường quân ở các nơi để có tấm lòng hảo tâm mà để gửi về tôi, thì tôi cũng chia sẻ cho mấy người nghèo. Chứ nếu không có tôi thì mấy người nghèo ta cũng đâu thụ hưởng được gì đâu. Chứ nếu mà tôi mà tham nhũng thì quý vị coi cái cốc tôi đó thì quý vị biết đó. Cái nhà lầu lên luôn. Cốc nhiều khi mưa dột mà tôi còn chưa dám lợp đó, quý vị thấy. Kệ mình sao, kệ mình, miễn cho người ta hạnh phúc, ta vui vẻ là thấy mình mừng rồi. Bởi vì ông Thanh Sĩ thì ông cũng có nói là lo cho người là tâm Bồ Tát vậy đó. Lo cho mình là tánh phàm phu. Nếu người nào lo được gì thì cái tánh Bồ Tát đó. Lo cho bá gia bá tánh không có lo cho mình gì đâu. Tôi nhiều khi nói thiệt với quý vị là nhiều khi đi mà chưa dám uống ly cà phê đó, đi dọc đường để dành lại cái số tiền, để nhiều khi mình thấy những cái người cụ mà già mà còn đi bán số này kia, thấy tội nghiệp tôi cho chứ. Thành ra cái số tiền này tôi nói thiệt quý vị là tôi không có làm riêng tôi gì chứ. Dạ thì chú Tư ơi, thì thời gian gần đây thì Trung Quốc nó rất xảy ra rất là nhiều cái việc, cũng như bầu trời đỏ rồi mặt trăng đen rồi nào là những cái linh căn bay trên bầu trời rồi sóng thần, rồi bây giờ đến nỗi mà ngập lụt luôn chú Tư. Có phải là cái người Trung Quốc người ta quá ác cho nên những cái hiện tượng đó sẽ đổ xô gì đó không chú Tư? Thì cái chuyện đó vậy rồi, bởi vì cái nhân quả nó tới thì cũng như bữa đó tôi có xem cái tin đó là kêu bằng cái đĩa bay gì đó ở đâu trên trời nó bay xuống mà nó phang cái đập của Trung Quốc đó.
À, nghe nói thấy ghê chưa? Nó phân bể một cái là mình chết Ở đâu trên trời mà nó bay xuống là không không có Đài Loan hay không có Triều Tiên gì bắn ra, qua đâu trên trời nó bay xuống là cái bằng đĩa bay gì đó. Nó tin nó nghe mấy ấn rồi đó. Mà bắn có cái đập chứ không sao hết chứ tôi. Cũng như nó mới có liển liển chơi vậy thôi à. Chứ mà nó bắn có sao là mình đây mình cũng có sao luôn chứ tôi. Cũng như là nó mới xuất hiện thôi. Làm ra cái nguồn tin đó mà cũng như là mấy cái vệ tinh rồi mấy cái nhà nghiên cứu đó là nó biết là cái đó là sẽ nguy hiểm đó, là nó sẽ phá đập đó. Thì con được thấy thì những cái nạn tai, những cái thiên tai đều dồn dập vào cái Trung Quốc. Thì con được biết là năm trước là một Trung Quốc ở bầu trời đó, nó có xuất hiện gọi là cái tiếng kêu ốc ét cái đó tư, là người ta nói giống là cái cửa địa ngục vậy đó. Có phải là chồng chồng mới cứu dưới xuống thế không chú tư? Thì cái đó cũng cái điểm không tốt là vừa rồi cũng như là mấy cái dịch bệnh này kia đó, thì cũng như là trời mở cửa quý dương xuống thế rồi. Nhưng mà trong cái thời gian gián đoạn là cách thời gian gần đây gián đoạn đó là vì lòng từ bi đó nha quý vị, chứ không phải là hết hết luôn nha. Là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế các vị Phật đó là còn vì lòng từ bi còn nhín cho quý vị chút thời gian để tu đó nha. Chứ xiết cái sau này nữa là tôi nói quý vị đó là cái như nước mà Nước tạt. tới mà ông két luôn hay không tôi? Nước mà tạt chúng người nào hết người nấy đâu mà không biết kịp không đó. Dịch Theo lời Đức Thầy dạy đó. Cho quý vị đừng ý y nha. Không phải nói mà như vậy mà im đâu nha, cho quý vị hay nha. Rồi quý vị tới đây tôi cho quý vị đỡ. Mình im được ngày nào mình mừng ngày nấy vậy thôi. Ráng lo tu đi. Đừng có là ngạo biến rồi này kia là tội chết à. Có một đoạn Đức Thầy có nói là dòm lửng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa với miền trung ương, lúc đó là kết cuộc đời luôn hả chú Tư? Đó là kể như là lúc đó là nói là đào lư là nó sẽ tung hết lực lượng của nó ra rồi đó. Cho nên là cháy trên trời mà cháy dưới đất xuống là mấy tấc, là do nơi cái chất độc nó bắn ra chứ ông trời nào ông đốt mình. Chất độc, mà chất độc đó là chất độc mà ông Tư nói lần trước không Tư? Là Ừ. mình nhảy xuống mương, mình nhảy vô lưu rồi kia đó ha. Ừ. Thì nó tung những cái đó ra rồi là nó cháy cơ bằng cũng như là mà chế xăng mà đốt vậy thôi, chứ làm sao sống nổi không. Ồ, ghê quá ông Tư. Cũng như bây giờ mấy cái loại vũ khí bây giờ đó quý vị dòm trong mạng quý vị thấy đó, nó bắn là kể như là nói là kể như là nó máy bay là bay không khỏi nó đó. Bắn cái kiểu như là cái chài vậy, nó chài nó chụp dính rồi. Công nhận nó chế cái loại súng nó quá dữ rồi. Mà bữa đó cái bầu trời Trung Quốc mà tôi thấy nó đấy ha, ý cái bầu trời của thằng Nga là cái khu vực của nó máy bay nó bay cũng như chim én vậy đó, cái chiếc nào lọt vô đó là nó sẽ bắn hết, không có chừa chiếc nào, chỉ nó thôi trong cái khu vực bầu trời của nó của thằng Nga mà nó bay dởm như chim én vậy đó, máy bay của nó bay. Hiện bây giờ thì các khối NATO đều áp đảo thằng Nga, họ nói thằng Nga là một cái người mà đã gây ra chiến sự cho tất cả thế giới đều phải đau khổ. Vậy thì thằng Nga lúc này nó bị là dồn đường cùng quá, có khi nào nó giục cái trái bom nó lên không chú Tư? Thì chắc ngọn thủy triều quá chú Tư. Thì tổng cộng thì nó chơi rồi đó chứ đâu có, nó đâu có nhịn, bởi vì nó đã tuyên bố là cách đây là khoảng mười mấy năm rồi, nó tuyên bố rồi chứ phải mới đây đâu. Nó nói nó chế cái trái bom này ra là cha của các loại bom hết nó. Rồi bắt đầu mà khi mà cái trái bom này mà nó bắn ra rồi là nó sẽ hủy diệt quả địa cầu này luôn, nó tuyên bố mười mấy năm nay phải mới đây đâu. Thì cái quả nó mùi đó thì tất nhiên là phải có một người gây gây sự ra đặng trả quả. Thì mình đổ thừa Nga thì nó cũng đúng vậy, nhưng mà cái nghiệp nó tới rồi thì tất nhiên nó phải làm vậy đó. Rồi bắt đầu nó mới đi tới chuyện lớn, rồi khi mà túng cùng rồi là thằng mạnh cũng chết, thằng yếu cũng chết, túng cùng nào cũng chết đấy. Rồi nó buông cái đó ra rồi là tới dân mình là cái như rồi luôn, chết luôn. Cho nên là Đức Thầy đã biết để cho mình biết là phải ráng tu, sau này chỉ còn mấy người tu còn sống thôi, còn không tu là cái như rồi làm sao sống nổi với nó. Cho nên phải biểu mình tu, mà bây giờ quý vị không tin, quý vị không tu thì quý vị ráng chịu chứ kể như là hết ý rồi Thì mà. cho con hỏi thêm đó là khi mà
khi mà chúng ta đó mà ăn chay đó, chú nói ăn chay sẽ tránh được, cũng như vừa rồi bên Nhật bên Nhật Bản có bị Mỹ nó dội hai quả bom, thì còn khỉ với những người nhà sư là còn sống. Thì theo như chú Tư thì mình ăn chay mình còn phải kèm theo cái gì nữa không, đang cho đủ yếu tố không chú Tư? Trai còn phải làm hiền làm lành, phải cúng lại niệm Phật, rồi phải thương người mến vật nữa, cho nên nó mới có cái công đức, chứ đâu ăn chay không được. Xin chú Tư diễn giải kỹ dùm cái phần đó, cũng như chú Tư ưa nói cái câu là để kiếm được cái tâm của mình, nó thấy được cái tâm mình Dùng sao cho tìm ngon? tìm cho được chủ nhân ông đó chú Tư. Bởi vì cái ăn chay này là không phải là thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật là phải ăn chay. Cho nên khi mình ăn chay rồi đó thì cái tâm của mình là từ bi nè, thương người mến vật nè. Mà nếu mà mình ăn chay mà mình đi quýnh bài quýnh số, mình làm chuyện tầm bậy bạ không, thì mình chỉ mới tránh được cái nghiệp sát sanh thôi, chứ hoàn toàn chưa có đạt được cái gì hết. Nó chỉ mới được cái nghiệp sát sanh. Cho nên khi mà mình ăn chay rồi bắt đầu mình giữ giới lực cho ngon nè, rồi mình sửa cái tâm mình cho hiền lại, rồi mình cúng lại, mình niệm Phật, thương người mến vật, thì lúc đó chẳng khác nào là công đức mình là cái như là đầy đủ trên nó, trí huệ mình đầy đủ luôn. Cho nên khi mà mình phát ca nguyện lên mà mình tu đó, mà Đức Thầy đã nói mấy cái câu là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng. Cơn ác mộng là những cái điều mà mình làm tội lỗi đó quý vị. Chẳng hạn như là sát sanh, hay hoặc là trộm cắp, hay hoặc là giết người cướp của gì đó, những cơn ác mộng đó. Rồi bắt đầu là mới thoát mê đồ. Thoát mê đồ là tất nhiên là mình đã dứt được cái cảnh khổ đó. Thường phóng quang minh, phóng quang minh là trí tuệ của mình lúc đó thông sáng rồi, mình sẽ thấy được những cái hay dở rồi đặng mình đi tới. Cho nên quý vị giờ quý vị không tu quý vị đâu có thấy gì đâu, chỉ biết là tối ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn vậy thôi, chứ quý vị đâu có biết cái trí huệ là gì, rồi đâu có biết cái sự cái linh hồn sắp tới này nó sẽ đi về đâu, quý vị đâu biết mấy chỗ đó. Rồi nhiều khi quý vị ngồi quý vị là nhăn ngã tùm lum trơn, chê ông này chê ông kia gì tùm lum trơn, đã tu rồi mà còn chê ông này chê ông kia tùm lum trơn, rồi mình tu ngon không mình chê. Tu ngon chưa mà đi chê tùm lum trơn là cái đó cái nhăn ngã đó nha quý vị. Quý vị thua đứt cái chỗ đó, tôi dám nói mạnh câu. Bởi vì cái điều đó Đức Thầy đã cho mình biết rồi là tánh nhân ngã cũng là quá gắt. Ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Mà năm tên đó là năm tên gì? Rồi là người người chê ai khen ai, mình không có chê ai khen ai trơn, mình phải dòm lại mình, tối ngày mình dòm mình nè. Coi mình ngon chưa? Tâm tánh mình ngon chưa? Đừng có dòm ai trơn, ai kể người ta. Ta tu ta hưởng chứ không phải mình hưởng đâu mà dòm ta. Xin chú Tư diễn giải dùm năm tên đó luôn, đặng để cho mình cách đề đúng với tôi. Năm tên vừa gọi với Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Năm tên đó là sắc thọ tưởng hành thức. Thì trong cái sắc như vậy là mình còn mê nhiễm không? Rồi nghe là rượu trà cờ bạc đàn điếm, danh lợi tình tham sân si rồi đó, mình xét mấy cái đó lại coi mình còn còn dính không? Còn nhăn ngã gì không? Còn dính không? Rồi bắt đầu mới tới câu vô pháp tướng. Vô là không, pháp là tất nhiên không pháp, sống với cái lý chân không mới gọi là không pháp. Không phải không quấy, không còn hay dở, không còn chứa một vật gì trên, mới gọi là bổn lai vô nhất vật. Mình phải sống như vậy đó mới giải thoát mới được, mới đầy đủ công đức. Còn quý vị mà để mà nó lọt vô cái nó lọt vô hoài hỏi chứ như bổn lai vô diện mà bổn lai vô nhất vật mà nó cứ cái vật này vật kia nó lọt vô hoài hỏi chứ rồi nó phá hoài hỏi chứ đâu có được. Nó mới gọi là bổn lai vô nhất vật, vô nhất vật là không có một vật gì mà lọt vô cái tâm mình được đấy. Sống với cái chân không là nó như vậy đó. Kính thưa ông Tư, thì con được nghe những chú, những cao nhân, những cao niên, cao đồ nói rằng là sắp tới rồi, cận tới rồi, những sẽ có lập đời rồi. Vậy rồi mình tháng tư rồi, vậy mình tu có kịp không ông Tư? Lập rồi đâu rồi, ai ai nói lập rồi đó, cho nên quý vị ráng tu đi, tu đi, đừng có
cái gì mình thấy thực tế mình hay nói, chẳng hạn như là trong Bát Chánh Đạo thầy đã nói đó, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật, mình phải thấy chứng minh đâu đó rõ ràng chứ giờ ai nói lập đời rồi, nhưng mà lập đời rồi mình có thấy không, nhưng mà mình phải căn cứ theo cái lời của Đức Thầy đã dạy để chờ sau này sấm nổ vang thinh. Khi mà tiếng sấm nổ rồi là lúc đó phá sổ rồi, không có tu được. Nhưng bây giờ chưa có nổ còn tu được, còn tu kịp cứ việc tu đi. Hay hoặc cái câu ai mà xét đến ăn năn, hoài đầu hướng thiện, bằng tăng dắt dùm. Bây giờ còn tu kịp chân à, nếu mà chưa nổ rồi quý vị còn tu kịp chân à, mà khi nổ rồi là phá sổ rồi đó nha. Dạ, dạ con cảm ơn ông Tư đã chia sẻ những lời hay tiếng Ngọc đến tất cả mọi người trên cộng đồng mạng và anh em chúng con ở đây. Chứ tôi kết đề để đồng chào khán giả. Để kết luận cái đề này để nói nãy giờ cho quý vị để tiếp thu nha, để làm sao mình đạt vô được cái bổn lai vô nhất vật mới được nha quý vị. Mà quý vị mà tu mà không có đạt vô đó được là công đức quý vị không có nhiều đó nha. Nữa là Đức Thầy chấm cái đề thi đó là quý vị không có điểm nhiều đó nha. Cho nên là đến đây để kết luận cái đề tài này để cầu chúc cho bà con cùng tất cả nhân loại đại đồng mình được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Và cầu chúc cho quý vị được tâm trí thông minh, sáng suốt, tu hành tinh tấn cho tới ngày thành công viên mãn nha. Nguyễn Lãnh đến đây xin chào quý vị nha. Hẹn lại lần sau nha. Nam Mô A Di Đà Phật.